À, xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái cây đàn Gecko K17 CAS. Thì cái cây này thì nó được làm bằng gỗ nong não, thì nó là tông của nó là tông si mà chúng ta có thể chỉnh lên tông đô cũng được. Rồi chúng ta mở hộp, thì mở hộp có một miếng này, một cái búa bé kẹo kẹo kẹo, thấy cái này cũng xinh xinh, cái búa, một cuốn sách hướng dẫn chơi của Kalimba Gecko đấy. Thì các tab, thì cái tab của tông si này thì chúng ta sẽ chơi nó giống y như trên tông đô cũng được. Một cái túi đựng đàn, một cái miếng rẻ nâu phím đàn, một cuốn sách của đàn Gecko và một cái miếng dán. Cái miếng dán này thì chúng ta sẽ chỉnh đàn cho nó y như những các nốt trên này. Thì sau mình có làm một cái clip hướng dẫn để chỉnh tông si làm sao cho nó chuẩn. Rồi hai miếng dán đề can giống như bao nhiêu đàn bỏ sang bên. Rồi, và cái chính là đây là một cây đàn, một cây đàn là Gecko K17 CAS. Rồi thì cái cây đàn này ấy, thì cái gỗ của chúng ta sẽ làm bằng gỗ nong não. Cái gỗ nong não thì nó có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ khi chúng ta ngửi vào. Thì ở đây là mặt sau của đàn, và cái này là đằng trước, độ dày của đàn đây đó. Rồi thì các bạn sẽ nghe qua mình đánh một chút nhé. Cái tiếng của nó thì cái phím của Gecko thì nó làm thì chuẩn rồi, thì nó không có bị chết nốt hoặc là bị tịt nốt chẳng hạn. Đó, những nốt cao đánh nghe rất là rõ tiếng. Thì cái này đây là sản phẩm đó. Thì cái cây này thì các bạn có thể chơi trên tab của tông đô cũng được, chơi giống y nhưng thì các bạn nghe tiếng thì nó hơi nhẹ hơn tông đô, nghe nó kiểu nó êm dịu hơn một chút đó. Đây là toàn bộ cây đàn. Thì đây các bạn có thể nghe sơ sơ qua một cây tiếng của tông đô để như nào, tông si thì như nào nhé. Đây tông đô, đó nó sẽ nhẹ hơn này rê này đô thăng đó. Đó thì các bạn nghe thì nó nhẹ hơn. Rồi thì cái cây này hiện tại mình đang bán, thì các bạn nào có nhu cầu mua thì mình để cái link ở bên dưới của YouTube nhé. Cái link mình để sản phẩm kèm giá và nơi bán, hiện tại mình đang bán ở Hồ Chí Minh. Rồi xin chào các bạn.